Nhiều nhiều. À để mẹ lấy một cái rổ nữa để mẹ rửa nha, mẹ rửa mẹ bỏ mơ lên đấy nhá. Con ngồi đấy cho mẹ đi. Đi ăn. Nè, ngồi đây nhá. Đó ăn không? Chua lắm. Cắn thử ngồi xem chua lắm. Chị đi ngồi đây. Chị ngồi đây để xem mẹ rửa nha. Con bỏ qua đây đi cậu, con bỏ sang bên chậu nước đi để mẹ rửa. Con bỏ quả sang bên đây đi. Để mẹ lấy cái gì mẹ lót được nhỉ. Để cho nó đỡ chảy nước ra đây. Con bỏ qua đi con nhà, bỏ sang bên đây đi. Con bỏ đây để mẹ rửa. Đúng rồi, giỏi quá. Giỏi quá. Ủa sao đi nhặt lá ở đây, lấy lên. Đó, lấy lên vứt ra ngoài đi. Nè. Nhiều nhiều con nhiều. Úi dồi. Đi. Lấy quả bỏ sang đây. Em đừng treo chị, để chị làm việc với mẹ nhá. Quả này có bị sâu không con? Cắn thử xem nào. Cắn thử xem. Chua. Rồi con nhà con bỏ vô cho mẹ đi. Nhiều không? Thích nhỉ? Đấy em đi chơi chứa. Để cho khô đi để tao bỏ đường vào tao ngâm pha nước uống nhỉ. Bỏ con. Con nhặt ở kia bỏ cho mẹ thôi. Ti nữa. Ti lười quá. Bẻ cuống ra con. Bẻ cuống ra. Đi đâu? Nhá. Ừ. Quả này bị hỏng rồi. Quả này bị hỏng rồi bỏ. Đá đi luôn. Đi lại bỏ lá vào trong đây rồi. Đi lại lấy cho mẹ nào. Đi lại rổ lấy cho mẹ nào. Lấy cho mẹ bên kia kìa. Lấy bên kia kìa. Chua có ăn được đâu mà. Chua lệ. Chua mà tí cứ đòi ăn. Ui rớt rồi. Đó con lấy bỏ vào đây cho mẹ đi không? Thì chua quá sợ rồi. Cho đi lại đường con, ướt hết áo con. Rồi con bỏ vào đây cho mẹ hết rồi, mẹ rửa hết rồi. Góc nhìn đi. Đó. Nhà tiếp. Nhà tiếp đi con. Đây con nhỏ con cầm ít quả thôi. Rồi con nhặt tiếp vào đây đi. Mẹ hết rồi, quả của Titi đâu? Đây quả của con đây mà. Đây quả này to chín này mà. Úi, Titi ướt hết đồ. Ướt hết đồ con. Con đưa cho em đi. Con đưa cho em quả đấy đi. Tay đâu, tay Titi đâu? Titi cầm lấy chứ. Quả của Titi đây này. Đó. Con ơi đừng mịt cái này ướt hết. Chạy đâu chạy đâu chạy đâu nhanh lên con. Ý cái tóc. Mình lấy cái tóc ra đây nào. Đứng cái tóc, đứng cái tóc. Rồi nó đưa đây. Nhặt con cho mẹ tiếp đi. Nhanh lên. Bỏ nữa đi. Con lấy nữa đi. Này tao đi này.
nhiều cho mẹ luôn. Đừng có té lên này, con ướt hết người em nhỉ. Đó thì mình ướt hết quần rồi. Chết quần. Làm yên nha, làm yên lại bọc quần cho. Em từ từ lại bọc quần cho hả? Bọc quần xong mới đi chơi được. Ừ. Cho được chân này vô nó lại đạp cái chân kia ra. Go. Rồi. Không có xuống nước nghe chưa? Cái đuôi đâu? Rồi không xuống nước nữa. Chơi đi. Đi chơi đi. Nào đây để mẹ thử nó mà. Đi đâu mà dính tóc này đi đi. Hai chị em ngồi chơi đấy đi, không cần lấy nữa đâu, để mẹ rửa cho. Chị chơi với em kìa, không cần rửa nữa đâu, mẹ rửa cho. Chị chơi với em đi. Nè, đi đi nha, ướt nữa là mẹ đạp đít nha. Xuống đi. Ô con. Con đừng té nước lên ướt á. Đừng đổ vào mẹ. Thế đi không ăn quả nữa à. Con ướt hết người rồi. Về xem nào. Ngồi 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 ngồi. Đi lấy cái này cho mẹ. Bỏ vào đây. Bỏ vào đây. Thế thì đừng có bỏ rác vào đấy nha. Để tí mẹ ngâm nha. Chơi với em đi con. Chơi với em đi, mẹ rửa chắc. Được rồi con. Được rồi, được rồi, được rồi. Đó, nhiều chưa. Mình ngâm để mấy hôm nữa uống nước nhé. Thế thì uống nước không? Uống nước mơ không? Mùa quá. Yep. Con ngồi đây. Rồi gấu, nhặt quả bỏ đây mẹ. Đâu rồi, quả của Titi đâu rồi? Đây này. Con lấy tay con cầm đấy. Đấy, ngồi đây. Chua quá. Rồi gấu, ướt áo con đừng có quỳ ngồi con trống này. Ướt áo. Đây này, của Titi này. Đây này, con nghịch ướt hết rồi đây, thấy không? Thấy ướt không? Đây này, lấy khăn mình lau cho nhá. Lấy khăn lau nhá. Lấy khăn lau. Bác Tài đừng lấy roi đập gấu nhá, đập Titi ấy nhá. Đấy, Titi đang nghịch nước kìa kìa. Titi đang nghịch nước kìa kìa, bác Tài đập Titi ấy nhá. Gấu không nghịch nữa đâu.
bà thấy thì tinh nghịch chưa? Ông nội thấy thì tinh nghịch nước chưa? Gấu không nghịch nữa đâu nhé. Gấu ngồi yên đây, gấu xem mẹ rửa thôi. À em đừng nghịch nước, em đừng nghịch giấy của mẹ nhá. Đừng cho chân vào đây con. Cái này để mẹ rửa mà. Titi này, Titi cào chân này, đó, đó, đó. Cái chân hư là em Titi cào cho một phát luôn. Nó đếm được mấy quả rồi? Trời gì tối thui này, như kiểu trời mưa này. Em có bắt chân vô đây. Này nhanh để ta đổ đường vô này. Ta đổ đường, đổ mơ vô trong ngũ thăng âm này. Lại ướt cái quần kia rồi. Rồi con nhặt con bỏ ra tiếp cho mẹ đi. Đúng rồi, đỏ quá. Con bỏ tiếp đi. Bỏ vào đây tiếp cho mẹ hết rồi. Để mẹ nhặt hết đi, để mẹ cắt. Ôi dồi ôi, đi đi. Nhặt hết vào đây. Lấy hết vào đây cho mẹ nhanh lên. Kìa cả, ngoài kia này kìa cả. Con cho em mượn ghế em ngồi đi, cho em đỡ phá mẹ đi. Vào đây. Còn mấy quả này rửa cho nó xong đi, để ta bỏ đường ngũ tăng lắm nha. Chua lắm không ăn được đâu, để mẹ ngâm thôi nhé. Ngâm đường để ta lấy nước uống nhé. Đó, cái mũi này. Mày yên em ngã con. Chết rồi. Lấy quả khác. Ui ngã. Thấy chưa? Ngã ra đây. Này này này. Rồi con xuống dưới đi. Xuống dưới đi, đi ngã đấy. Đó, ngồi đây. Cầm lấy, tay đâu? Tay con đâu? À, trên đấy hả? Cầm lấy. Tay đâu? Cầm lấy. À, con ngồi xịt lên đây. Ôi dồi, ra ngoài rồi, đưa để tí mẹ nhặt cho. Này, còn nhiều cuống quá này. Ui, lại ra ngoài rồi. Cho mẹ bẻ cuống đi nha. Thì đi lanh chanh đấy. Ý ơi, chua quá. Đây này. Mẹ cho tự cầm đấy. Tự cầm. Rồi con bỏ tay ra đi. Con bỏ tay ra để mẹ đổ đường vào đây nha. Em đi thì đừng có. Rồi, qua đây. Rồi.
Con ơi đổ đường. Không được, được, con bỏ mơ vào trong trong hũ cho mẹ đi. Con bỏ vào hũ đi. Đây này cuống đây này. Mẹ cuống ra nhá. Gấu nhìn gì gấu? Thế chị nhìn gì ấy? Thèm chưa? Tí tí, làm sao mà ăn được? Nhìn thấy cái mắt cái vỏ bình này làm sao mà ăn được, là lấy bên trong. Ở bên ngoài thì không lấy. Bắt cho nó đeo xuống dưới. Trời ơi, mặt cún gấu kìa. Khiếp quá, nào đi ra mẹ đổ thêm mít nữa nè. Rồi. Đó. Rồi, có ngon không? Ừ, ngon hả? Tí có ngon không? Ngon không mà hai chị em trâu đầu đấy. À, em cắt nhá. Rồi, đường nè. Có bị tuột không đây? Chị đi ơi, chị vô.